chỉ là 4 năm thôi, không có gì là lâu cả. Chỉ cần em với anh còn yêu nhau thì khoảng cách và thời gian cũng chỉ là một con số thôi. Em mãi ở đây chờ anh. Mối tình đầu của mình năm 17 tuổi, anh lớn hơn mình 2 tuổi và mình quen anh trong lần đi chơi chung với đám bạn thân. Và anh là anh họ của bạn mình. Anh có cái tên rất hay, Đăng Duy. Tên đẹp mà người cũng rất đẹp. Sau thì bọn mình nói chuyện nhiều, đâm ra thân. Anh hay tâm sự với mình về cuộc sống của anh. Dần dần thì bọn mình hiểu nhau, biết nhiều thứ về nhau và mình cũng có cảm tình với anh. Nhưng rồi Duy có dự định đi du học, thế là anh đi ôn thi ở nơi rất xa nơi chúng mình sống. Dù vậy bọn mình vẫn giữ liên lạc thường xuyên, buổi tối Duy vẫn gọi cho mình để tâm sự. Đến một ngày tối hôm đấy như thường lệ, bọn mình vẫn gọi cho nhau. Tự dưng anh im lặng, đang gọi nhau mà lại nhắn tin bảo là: "Em này, anh sắp nói với em cái này quan trọng lắm, anh ngại nên nói nhắn cho em nha, em làm người yêu của anh được không?" Lúc đấy mình im lặng, bọn mình vẫn nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nhưng mà cả hai không nói gì. Xong mình mới bật mic lên bảo: "Không, mình nghe thấy anh hỏi sao thế, rất nặng nề." Mình nói lại: "Em muốn nghe chính miệng anh nói cơ, chính miệng anh nói vẫn tốt hơn mà." Thế rồi chính miệng Duy đã nói yêu mình và muốn làm người yêu anh. Anh ôn thi xong rồi về, ngày đầu sau khi thành người yêu gặp lại, đứa nào cũng ngại. Anh hỏi rằng biết anh sẽ đi du học sao mình còn đồng ý, nhưng mà mình yêu anh mà, tại sao lại không xí trước cái chức người yêu này chứ? Chúng mình cùng nhau làm mọi thứ, đi đâu cũng có nhau. Anh chiều mình kinh khủng luôn. Thì ra là khi được yêu, chỉ cần trời mưa sẽ có người mang ô đến. Khi đói trong tay là một đống đồ ăn không phải do mình mua. Nói buồn có người sẽ đến ôm mình. Rồi cũng đến ngày Duy lên đường đi du học. Mình ôm anh nói lời tạm biệt. Chỉ là 4 năm thôi, không có gì là lâu cả. Chỉ cần em với anh còn yêu nhau, thì khoảng cách và thời gian cũng chỉ là một con số thôi. Em mãi ở đây chờ anh. Đương nhiên là yêu xa sẽ không được như lúc ở gần nhau, mình biết chứ. Nhưng mà Duy thương mình. Năm đầu tiên anh vẫn về thăm mình cùng gia đình vào dịp Tết. Tụi mình hẹn hò những ngày tháng hiếm hoi duy nhất. Vì qua Tết anh lại phải đi vội vàng. Ngày đó tiễn Duy, anh an ủi mình: "Nếu có cơ hội anh nhất định sẽ về thăm em, ở nhà chờ anh. Rồi tương lai của anh với em chắc chắn là có nhau." Dù yêu xa không hề dễ dàng, cả hai đều nỗ lực để duy trì mối quan hệ. Mình ở lại, cố gắng xây dựng tương lai cho cả hai. Còn anh làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Chúng mình tự nhủ rằng mọi khó khăn đều xứng đáng vì tương lai có nhau. Sau lần về thăm duy nhất đó thì không thấy anh về lại nữa. Năm thứ tư anh mới quay lại. Anh đã về và anh bảo là sẽ cưới mình khi công việc ổn định. Mình lúc này vừa ra trường với tấm bằng loại giỏi, công việc thuận lợi ổn định. Nhưng mà không bao lâu, được 3 tháng thì công việc của anh gặp trục trặc. Anh nói sắp tới anh có cơ hội làm việc ở nước ngoài, lương cao và anh cũng muốn trải nghiệm thêm. Có lẽ lại thêm 4 năm nữa, đợi anh về nha, nhất định sẽ bảo bố mẹ sang hỏi cưới em. Mình tôn trọng quyết định của anh, mình biết anh là người tham vọng, anh sẽ cố gắng làm những thứ mà mình thích, không ai cản được anh cả. Và anh cũng nói vì tương lai của hai đứa mình sẽ chờ đợi ngày Duy công tác về, và anh nhất định sẽ sang nhà mình để hỏi cưới mình. Bọn mình vẫn nhắn tin liên lạc nhau thường xuyên, 2 năm đầu anh vẫn về thăm mình, nhưng mà từ năm thứ 3 thì không còn nữa. Rồi Duy nhắn với mình một câu: "Mình chia tay đi. Anh không biết bao giờ mới trở về, không muốn làm em lỡ dở nên đừng có chờ anh nữa. Hãy đi tìm tình yêu mới đi." Sau tin nhắn đó thì mình liên lạc như nào anh cũng không quan tâm. Mình tin là Duy có nỗi khổ riêng, mình quyết chờ anh về. Đã chờ đến 8 năm rồi, thêm mấy năm nữa không là gì cả. Đến năm thứ 4 Duy trở về, nhưng lạ lắm, anh không hề báo cho mình biết, cũng không chủ động liên hệ cho mình. Đến khi mình nghe bạn mình nói rằng anh đã về và sắp cưới cô gái anh quen khi ở Pháp, mình nhắn anh tại sao lại như vậy, thì anh lại gửi thư mời mình đến dự. Mình đến cùng những người bạn, người mà đã chứng kiến tình yêu của chúng mình năm đó, ngồi ở chỗ rất khó để anh nhìn thấy. Nhìn anh đeo vào tay cô gái ấy nhẫn cưới, thứ mà mình đã luôn mơ ước có được, mình bật khóc nức nở. Mình ra về trước khi anh đến bàn mời rượu. Tối hôm sau khi đang ngồi ở bãi biển trầm lặng, hình như là đã quá nhiều đau thương, một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình, giọng nói ngay bên tai làm mình tỉnh táo: "Này, đã bảo là đừng đợi anh nữa mà, sao cố chấp vậy?" Mình nhìn anh, nước mắt chợt trào tuôn, bao nhiêu tuổi hờn cứ thế trào ra. Anh ngồi canh mình dỗ như mình như hồi đó. Mình ngừng khóc nhưng vẫn đủ tỉnh táo đẩy anh ra: "Anh xin lỗi, tất cả là lỗi." Đúng đời, đúng lòng người. Lúc cho bạn vay tiền thì cậu tớ tớ ngọt xớt, lúc mình đòi thì quỳ xuống nó cũng không trả, làm cho chủ trọ tống cổ mình đi vì nợ tiền nhà 2 tháng nay rồi. Nếu không phải vì đang trả góp cái xe thì mình cũng không đến nỗi bế tắc như này. Sáng ra đi làm chắc mặt mình nặng như quả tạ, ai gặp cũng hỏi han. Cả ngày làm việc mà đầu óc mình nó cứ xoay mồng mồng không biết làm sao. Trưa đến xuống mua mì tôm thì đúng lúc gặp sếp.
Thấy tay anh cầm ly trà sữa, nghĩ thầm, sếp có tuổi mà xị tin ghê. Thì tự nhiên anh sếp đi qua đưa mình ly trà sữa Big Size, rồi bảo, anh mua cho mày uống đấy. Cuộc sống nhiều lúc có khó khăn, nhưng mà cố vượt qua. Lúc vượt qua được, nhìn lại thấy nó cũng không có đáng kể gì đâu. Thế nhá, nói chung là anh không triết lý nhân sinh gì cao to lắm đâu. Nhưng mà chỉ là hành động và lời nói chạm đến trái tim đang tổn thương của mình thôi, làm mình cảm động rớt nước mắt. Xong cũng nghĩ, chuyện đau khổ bị cấm sừng rồi bị đá, mình cũng đã trải qua, thì mấy cái vấn đề này có là cái gì? Thế là tinh thần mình phấn chấn lên bao nhiêu. Nhìn lại cốc trà sữa nguyện trung thành với sếp suốt đời. Mà các bạn có tin không, vì cốc trà sữa này mà mình đổ sếp cái rầm luôn. Sếp mình ấy, anh tên là Dược Tùng, năm nay đã 35 tuổi rồi. Dù đã có tuổi và từng ly hôn một đời vợ rồi, nhưng mà nhìn sếp vẫn men dã man. Cảm mến sếp là thế, nhưng mà nào dám ho he gì đâu. Còn không biết phải tán sếp như nào. Nhưng mà tối đó, mình còn nhớ lúc đó mình cầm vali, đứng giữa đường gọi cho anh Tùng rồi kể khổ. Sếp ơi, cứu cứu, em bị chủ trọ đuổi ra đường rồi, giờ bơ vơ nơi đất khách quê người lại không có tiền trong túi. Giờ em không biết phải làm sao, anh cứ mang em với. Anh Tùng sếp mình nhân từ lắm mọi người, anh đến tận chỗ mình đang đứng, vừa nhìn thấy anh là mình òa khóc chạy lên ôm anh, vừa khóc vừa nói, sếp ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sao em khổ quá. Anh Tùng bối rối chút rồi cũng kéo mình ra, vừa xếp vali lên xe vừa cằn nhằn. Chắc kiếp trước anh đây làm nhiều điều ác lắm, thì kiếp này mới tuyển được cục nợ như mày làm nhân viên đó. Thế là mình đã được chiêm ngưỡng căn nhà to tổ bố như lâu đài của sếp. À, như biệt phủ chứ. Mình được đặt cách ở tạm một hôm rồi hôm sau phải chuyển đi. Thế nhưng giờ trong người mình nói thật, chắc đủ tiền ăn mì tôm đến hết tháng thôi, chứ không đủ tiền mình đi thuê trọ hay là ở nhà nghỉ. Thế nên mình đã chấp tay lấy sếp Tùng, xin ở nhờ cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Nhà anh to như này cơ mà, để một con muỗi như mình ở thì có lãi gì đâu. Mình còn hứa là sẽ làm việc nhà cho sếp, tiết kiệm tiền thuê giúp việc. Mà mọi người biết anh nói gì không? Anh nói là, bộ em nghĩ anh thiếu tiền thuê chắc. Nhưng mà cuối cùng, với sự nài nỉ của mình thì sếp cũng đồng ý cho ở lại. Mình cũng biết điều lắm, sáng dậy sớm tính làm bữa sáng cho sếp. Ai dè xuống thì thấy sếp đang ngồi ăn sáng rồi. Cô giúp việc còn đang loay hoay trong bếp, thấy mình ra thì đặt phần đồ ăn cho mình. Chưa kịp cảm động thì anh Tùng nói, tiền ăn, tiền ở trừ vào lương cuối tháng, bữa sáng ngon lành trong mắt mình bỗng hóa thành tro. Nhưng mà không vì vậy mà làm cho sự cảm mến của mình dành cho sếp giảm xuống. Sau một tháng ở chung với sếp Tùng thì mình tự tin vỗ ngực nói rằng hiểu hết 100% con người của anh. Chẳng hạn như anh rất ít khi ăn uống ở nhà, hay dậy sớm tập thể dục, tối thỉnh thoảng sẽ đọc sách rồi đầu tư này nọ lọ chai. Bảo sao người ta giàu, người ta làm sếp, sống khoa học vậy cơ mà. Tối đó mình đi làm về, để cảm ơn sếp đã cưu mang, mình lao ngay vào bếp, đẩy cô giúp việc về sớm rồi bắt đầu lăn xả làm cơm. Mẹ đã nói rồi, con đường dẫn đến gần đàn ông nhất chính là ruột non. Thế nên mình đã quất ngay bộ lòng mề về làm bữa nhậu đãi anh Tùng. Anh về nhìn bàn ăn thì ngạc nhiên lắm, rồi hỏi mình là tự tay làm hết đồ ăn này hả? Đương nhiên là mình làm rồi, trước ở quê hay làm cho bố ăn lắm. Mà quất bộ lòng thì sao mà thiếu bia Hà Nội được. Anh Tùng kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn ăn rồi nhấc đũa lên. Đầu tiên anh thử miếng lòng chấm muối ớt, món mà mình đã bỏ cả buổi tối để chuẩn bị. Ok phết đấy, em nấu ăn cũng khá quá nhờ. Cái thế này hay nhậu lắm đúng không? Đâu, để làm miếng gan xem nè. Anh gật gù rồi tiếp tục nếm thử các món khác. Mình rót bia vào cốc rồi mời anh, không quên thể hiện tâm tư qua cốc bia. Em mời sếp một cốc ạ. Cảm ơn sếp suốt một tháng qua đã cho em trú tạm ở nhà. Em nói thật, sếp giống như là vị cứu tinh của cuộc đời em vậy. Anh Tùng nghe vậy cười ha hả. Hai đứa 100% ngay từ cốc đầu tiên, nhậu tới bến, cứ anh cốc, em cốc, rồi đi vệ sinh, xong lại ra uống rượu, rượu vào lời ra, mình cứ nói lảm nhảm. Ngay từ đầu khi em nhận cốc trà sữa matcha đá xay nhằm ánh mắt anh biết sai từ tay sếp là em đã biết em mê sếp không lối thoát rồi. Sao mà anh lại đối xử tốt với em vậy? Có biết làm vậy là dễ lấy được trái tim em lắm không? Anh nghe thì hỏi mình thích anh ở điểm gì, trong khi anh vừa già vừa ly hôn vợ. Mình nghe thế thì phản bác lại liền, lạng vạng ngã vào lòng anh. À, đính chính là chỉ có mình là say thôi, chứ anh sếp nhà mình không say nha. Mọi người có phải mong chờ hình ảnh ngã vào lòng nhau rồi kiss kiss không? Thì mình ngã vào lòng anh Tùng thì bị sốc họng, thế là beautiful lên người của anh luôn. Vẽ xong thì mệt lả đi nằm im chỗ, chỉ còn nghe mang máng tiếng sếp chửi. Em được lắm, kiếp trước ăn cháo em phát, nên kiếp này anh phải hầu em như này đúng không? Nửa đêm tỉnh dậy, mình thấy bản thân đã yên vị trên giường, dù quần áo đã được thay nhưng mà người vẫn toàn mùi chua. Kinh lắm, mở điện thoại ra lướt, thấy sếp vẫn on nên nhắn tin xin lỗi chuyện ngày hôm nay. Anh cũng tha lỗi cho mình, nói mình sao uống ít thôi. Tưởng ngưng câu chuyện rồi nhưng anh hỏi câu chấn động nè, nãy em nói thích anh hả? Thế thích thật à?
Chắc trêu, ngại quá đi mất, cứ uống là mồm lại đi xa. Theo lao thì phóng, mình cũng nói là mình thích anh luôn. Thích cả cốc trà sữa anh tặng, mua quán nào thì bảo sau mình mua lại. Nhưng anh bảo, thôi cô nương ơi, sau để anh mua cho, em không phải mua. Sau này uống trà sữa thôi chứ đừng có uống rượu bia nghe không. Tuân lệnh sếp yêu, thì đó đến giờ mình không động vào giọt nào, chỉ uống trà sữa với nước ép anh mua thôi. Lên chính thất cái thì khỏi phải nộp tiền ở nhờ mà cầm tiền của chủ nhà luôn. Mình hạnh phúc quá, lan tỏa hạnh phúc online đến các bạn nha. Rồi, mấy nay mà hả lướt phở bò thấy chuyện tình pu chải đang hot quá, cho nên á mình lên đây kể cho mọi người nghe câu chuyện pu chải phiên bản đời thực đây nè. Chuyện là mình có con bạn thân tên Trâm, tụi mình á vừa học chung trường vừa ở chung trọ. Nhà anh Trâm á thì tận trên Đắk Lắk lận, gia đình đông con cho nên á nó bảo là nó muốn học để mà đổi đời, chứ ở trên chỗ nó ở toàn núi non rừng rú thì biết bao giờ mới khá đây. Đó, trong lúc ở chung á thì mình để ý nha, thấy có một ông anh cùng quê hay xuống thành phố thăm con Trâm, mà mỗi lần đi á là đem cho nó nào là cà phê, hạt điều, đồ ăn gà vịt các kiểu nha. Mình tò mò hỏi á thì Trâm kể là ông anh đấy tên Cường, hơn 5 tuổi, là hàng xóm ở quê với nó, nhà ổng cách nhau vài trăm mét thôi à. Cơ mà ổng giàu lắm, nhà có mấy rẫy trồng cà phê với cao su. Ổng tán tỉnh theo đuổi nó 3-4 năm nay mà nó chưa hết chịu luôn. Hồi nó còn đi học trên Đắk Lắk á là ngày nào cũng đợi trước cổng trường để mà đưa về nha, còn không cho con Trâm chơi thân với các bạn nam nữa mà. Đó, con Trâm học hết cấp 3 trên đấy là ông đòi cưới, giải nãy không cho nó xuống thành phố học đại học vì sợ mất vợ mà, còn đưa cả bố mẹ ổng sang để mà đặt cọc với bố mẹ nó luôn. Mà con Trâm có chịu đó trời, nó bảo nó thích cuộc sống sôi động của thành thị cho nên nhất quyết là đi học à. Thế mà ổng mỗi tháng lần xuống thăm, đem á nào là quà bánh quần áo cho nó, trời đất ơi nhìn thương lắm luôn. Mà tội con cái ổng thương nó mà nó thương thằng khác mất bà rồi. Cụ thể nè, con Trâm yêu một anh tên Thái làm bên bất động sản. Mình qua gặp vài lần thì ấy, ông Thái đẹp trai trắng trẻo mà còn dẻo miệng lắm luôn nha, đem so với ông Cường miền núi thì đúng là nhìn ngon trai hơn thiệt. Từ lúc quen ông Thái thì con Trâm lạnh nhạt hẳn với ông Cường luôn. Cứ ổng lên thăm là nó đuổi cổ về. Trời đó coi nhìn thương lắm mọi người. Và cái gì đến nó cũng đến ha. Sau một năm yêu nhau với anh Thái thì con Trâm á phát hiện dính bầu. Còn anh Thái của nó lặng mất tâm, lặng chặn hết cả liên lạc luôn mà. Con bạn mình lúc này hoảng loạn lên liền, vừa đau khổ vừa sợ hãi vì không biết giải quyết như nào với cái bầu nè. Qua vài hôm khóc lóc thảm thương, nó quyết định là gọi cho ông Cường, bảo ổng lên á đón nó về quê mấy hôm. Eo ơi, mình còn tưởng nó về quê để mà chữa lành hay như nào, nên lúc nó về thành phố mình cũng hỏi thăm, ai ngờ nó bảo chứ: tao về để tìm cách gạ ông Cường đổ vỏ thôi má, chứ tao không nỡ bỏ con, mà để con tao không có cha thì cũng tội cho nó lắm luôn á. Trời nó coi mình sốc mọi người. Má cũng thừa nhận nó vẫn yêu ông Thái, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng nó cần có cha. Lại luôn á, cái chuyện khó con vậy mà nó cũng dám làm á trời. Hơn tháng sau á, nó báo cho ông Cường là nó mang bầu. Chả hiểu bằng cách gì á mà ông Cường cũng tin cái bầu lục của ổng thiệt á trời. Thế nha, ổng kêu nó bảo lưu, đợi sinh con xong rồi cưới đi. Nó khăn gói theo chồng về quê, thấy nó còn nhắn tin khoe lên với mình là chồng nó vừa mở homestay kinh doanh, bảo mình lên chơi với nó. Ừ, thì đang nghỉ hè cho nên mình nhận lời rủ thêm vài đứa bạn đi trải nghiệm đồ. Ai ngờ đi đúng cái là được lúc được xem drama luôn má. Chả là ông Cường, chồng nó, kinh doanh homestay, mà trùng hợp thế đéo nào, anh Thái cũng đi chơi rồi thuê homestay ở đó luôn má ơi. Mà ông Thái đi chung với bồ mới của ổng, hay chưa? Má rồi rồi, mình nhớ tối đó nha, như một trận hỗn chuyến khi mà con Trâm bắt gặp ông Thái đang ôm ấp người yêu mới đi vô phòng. Nó chả nề hà cái bầu hơn 5 tháng, xong vô tác cho ông Thái mấy cú say sẩm mặt luôn. Nó vừa đánh nó vừa chửi chứ: cái thằng tồi, mày đi với con nào? Sao mày vô trách nhiệm với mẹ con tao vậy? Đó, con Trâm vừa chửi vừa đấm tới tấp luôn, kiểu vừa hận vừa yêu, cho nên quyết ăn thua đủ với đôi gian phu dâm phụ mà. Ông Thái đâu có vừa đâu mấy má, bảo con Trâm mất nết ngủ với trai, còn để dính bầu ngu thì chịu đi. Trời ơi, sau đó nha, chỉ còn những màn combat nảy lửa thôi. Chuyện cái bỏng phải của ông Cường lộ mẹ nó luôn. Ông Cường trước giờ yêu thương nó vãi ra, mà hả cũng không kìm được luôn, tát nó một cái bóp. Xong, dứt khoát tống cổ con Trâm ra đường ngay trong đêm, không cưới hỏi éo gì nữa hết. Mình nghe đâu á, con Trâm nó có xuống nước xin lỗi ông Cường, mà ông nhất quyết là cắt đứt nha. Vài tháng sau thì cưới chị gái khác trong bản luôn cho lẹ. Đó, người khổ nhất là con Trâm, đã dở dang việc học thì chớ, còn bị bố mẹ từ mặt luôn. Tưởng kết thúc có hậu như là pu chải trong phim, ai dè, pu chải này kết thúc cảm lạnh quá. Trời ơi, sợ thiệt mọi người.
Bán cà phê thôi mà cũng dính phải drama từ cái bà khách quen. Chuyện là gia đình tao có quán cà phê mà mấy người trung niên hay ghé tới uống lắm. Thì trong số đó có một bà khách quen tên là Loan. Bà này thì trước có một đời chồng. Giờ con cái bà cũng lớn rồi nên bà có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn. Bà Loan này thì được cái thân thiện, mờm mép ngọt xớt nên nhiều ông mê đứa đừ lắm. Quán tôi cũng giúp bà nên duyên cùng ông Thắng bên kia ngõ. Ông này cũng một đời vợ, nhìn cũng phong độ tuấn tú lắm. Hai người ngày nào cũng qua quán tôi uống nước trò chuyện rất tình cảm. Chuyện sẽ không có gì mà bà Loan này có bản tính đua đưa nhiều ông. Thật ra bố mẹ tao biết nhưng mà không có quan tâm nhiều vì không muốn dính chuyện của khách. Đến quán mà cũng giới thiệu mấy ông ấy là khách hàng công việc. Bố mẹ tao nghe vậy cũng chỉ biết vậy chứ có quan tâm gì đâu. Ít nhất là bà cũng là khách sợp, đã vậy còn hay mang nhiều tệp khách mới đến giúp quán thì chả có gì để bố mẹ tao phải đánh giá hết á. Khi tao đến giúp bố mẹ là tao thấy bà ngồi cùng một ông khác mồm bảo khách hàng các kiểu, mà mồm mép tay chân cứ phải gọi là đụng chạm thân thiết dã man. Mà bà quên quán tao gần nhà ông Thắng hay sao á, mà bà tự tin đưa khách mập mờ bà đến quán lắm. Chắc là bị ông Thắng bắt gặp rồi chất vấn. Méo hiểu kiểu gì mới mở cửa sáng sớm bà đã hùng hục chất vấn mẹ tao với bố tao. Nè, tôi nói thật, anh nên giữ vợ anh cẩn thận, bán cà phê thôi chứ mắc gì bán thông tin. Đồn tin tức lung tung vu oan giá họa, gây ảnh hưởng tinh thần người ta như vậy. Bố tao khó hiểu hỏi chuyện thì bà mới kể lúc đấy đi chơi với khách hàng từ quán cà phê nhà tao về thì bị ông Thắng tìm đến tận nhà hỏi chuyện đối phương là ai, mà chuyện này chỉ có quán biết và mẹ tao là nhân chứng duy nhất. Bà cũng bảo là khách hàng thôi, mà ông Thắng bảo là được nghe kể từ mẹ tao kể hết rồi. Bà cũng giải thích với ông Thắng là mờ mẹ tao xạo chứ khách hàng bạn bè bình thường thôi mà. Thế là ông Thắng cũng xin lỗi bà rồi bảo tối sẽ gọi điện cho bố tao, nói bố tao dạy lại vợ. Mà bà Loan cũng cay quá nên đến tận nơi chất vấn luôn. Nói thật chuyện này ông Thắng bịa chắc luôn, vì mẹ tao không có rảnh là một. Cái thứ hai là tối đó bố tao cũng chả nhận được cuộc gọi nào. Ông Thắng hèn nên không dám nhận là ông thấy chứ gì. Khiếp, mẹ tao nghe vậy thì mới tức giận nóng máu, chỉ thẳng mặt bà nói nè, bà nói gì thì phải có chứng cứ. Tôi nói chuyện của bà cho ông Thắng là mẹ gì. Mà nếu tôi muốn kể thì tôi kể nhiều chuyện khác hot hơn. Chứ mắc gì tôi kể cái chuyện bà đi có một ông. Nếu đã bị vu oan vậy thì tôi gọi điện cho ông Thắng ba mặt một lời luôn. Thế là mẹ tao mới bảo bố tao đưa số ông Thắng đi để mẹ tao gọi điện, bật loa toa luôn. Thế là mẹ tao hỏi thẳng ông Thắng, ê ông Thắng, sao ông bảo tôi nhiều chuyện đi kể cho ông chuyện người yêu ông đi với anh này anh kia? Tôi nói với ông bao giờ? Tôi đã bao giờ nói chuyện với ông được hai câu đâu mà ông lại nói xạo để tôi bị tiếng oan nhiều chuyện vậy? Ông có tin là tôi qua nhà ông hỏi chuyện không? Thế là ông Thắng cũng xin lỗi vì tội xạo chó. Ông phát hiện bà Loan ngồi cạnh người khác nhưng không có can đảm nói thật nên mới đổ lỗi lên mẹ tao. Bà Loan nghe xong thì xấu hổ. Mẹ tao vẫn không tha vẫn dí, nè, đã không làm sai thì việc gì phải sợ. Sau sợ đừng có ghé quán nhiều chuyện như tôi nữa. Sau đó đúng là bà cũng không có dám bén mảng tới. Tưởng như nào chứ hôm sau tao với bố tao xuống chú tao chơi, thấy bà đang ôm ấp ông nào khác á, bà thấy bố con tao thì giật mình tách ra, còn hỏi thăm sao bố tao lại ở đây. Thì bố tao cười sảng khoái đáp, à quán này thằng em ruột anh nó mở á. Bà nghe thì đúng tái, kiểu như đi hú hí với thằng khác cũng không yên với cả họ nhà tao hay sao á. Mà bà với ông Thắng vẫn còn yêu, mà bà còn cỡ vậy á, chắc sau đợt này bà phải đổi quán xa hơn nữa quá.